Vâng, anh em Giga chúng em đã có mặt ở Thái Thụy, Thái Bình rồi ạ. Đây là thôn Thái Thượng, đang ở trong sân của nhà anh Xuất. Em chào anh nhá, em review ngôi nhà mình một chút. Em bàn giao cho anh Xuất một combo đôi loa quốc dân rồi ạ, G2000 đẩy X7. Đây là không gian bên bên ngoài, tương đối là rộng, và bên phòng khách và các bác cùng tham quan không gian bên trong. Anh vừa đi làm về đúng không anh? Ngoài lạnh. Ui giời, tím cái tay ấy. Hôm nay lạnh thế. Vâng. Hôm nay nó rét. Vừa lúc sáng thì nó không rét như này. Nhưng mà giờ lạnh thế. Không gian phòng nhà anh Xuân tương đối là rộng. Đây có cái cầu thang nhưng bên trong cũng tương đối là rộng nữa. Vâng. Đây là những thiết bị anh em đã di chuyển vào trong nhà rồi. Sau đây em và Mr. Thọ sẽ hồi hộp và lên một cấu hình hoàn chỉnh cho anh Xuất. Mời các bác cùng chờ một giây lát nữa anh em lên nhạc và các bác cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.